Hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến clip theo của đạo chỉ tám gaming. Thì mình nghe đồn là sắp tới nhà phát hành sẽ ra thêm cá mới, Đó là ra thêm 13 loại cá mới và 13 cái loại bóng cá sấu nha mọi người. Thì các bạn có thể nhìn trên màn hình ảnh của mình thì những loại cá mới sắp ra cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Thì với dưới nó là một con rùa. Con rùa thì trong đây mình mới chỉ... tự tại hình ảnh nhà phát hành hé lộ ra mới có một phần thôi, cho nên là mình chỉ, chỉ phân tích cho các bạn thôi. Thứ nhất là một con rùa đen, Khá là đẹp nha anh em. Mặc dù là màu đen nhưng nó đẹp hơn cái con rùa kia rất là nhiều. Hai con này nó giống một con ếch các bạn ạ. Đây cái con màu trắng này này. Giống một con ếch. Đó. Giống một con ếch. Là hai con. Thứ ba đó là một con cá màu xanh. Màu xanh này giống con cá màu xanh ra. Màu xanh như nước biển. Nhìn theo con học mình sẽ tới là cá gì ta. Đấy. Tiếp theo nó là một con cá gì đuôi nó màu vàng. Đấy với một con cá gì đuôi màu xanh ở bên dưới con ếch này này giống con ếch này này và trên đỉnh chúng ta sẽ có một cái chân mình nhớ nhìn không nhầm đó là chân của một con tôm đấy là một con tôm bóng sáu tiếp theo bên cạnh con tôm sẽ là một con cá gì đó cũng màu xanh dương nhưng mà không thể hé lộ được và tiếp theo là hai con hai con cá phía bên, bên phải con tôm này các bạn nhìn này đấy hai con cá phía bên phải con tôm một con màu đen nhìn rất là kỳ dị nhé và hình như là có cả ngọc Trại để mình sẽ tìm hiểu để mình sẽ đi tìm Ui, hình như trên con ếch này có một cái đuôi con cá gì nữa sao ấy Đấy. Thì mình nghe đồn là sẽ có thêm 13 cái bóng sáu nữa mọi người ạ. Thì chúng ta cùng chờ đón bản update tới xem nhà phát hành ra cái gì nhá. Chúng ta lại tiếp tục đi săn. Thì mình không biết là sắp tới nếu mà ra thêm 13 cái bóng cá mới thì không biết là nhà phát hành có fix có fix lại cái cái, cái tỷ lệ lên cần cá của cái cần vàng hay không. Thì chúng ta còn đi săn. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần săn cá mới chưa? Nào chúng ta cùng đi săn cá mới với nhau nha. Rồi, vậy chúng ta cùng chờ đợi nha. Bye bye mọi người, chúng ta cùng chờ clip lấy đi chào đón những clip tiếp theo đi săn cá nha bye bye